Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi xin hướng dẫn các bạn cách để chọn một cái loại sữa rửa mặt sao cho phù hợp với làn da. Thì một trong những cái tiêu chí chọn sữa rửa mặt đó chính là độ pH. Độ pH trên da của chúng ta, độ pH tự nhiên thì nó rơi vào tầm 5,5 đến 6. Và hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều loại sữa rửa mặt có tính làm sạch mạnh, nhưng nếu mà càng làm sạch mạnh thì cái độ pH của chúng càng cao, bởi vì chúng là chất tẩy rửa, nó là chất kiềm, thì độ pH nó sẽ như chúng ta đã học hóa học ấy, thì là độ pH của kiềm thì sẽ lớn hơn hơn 7, và pH và kiềm càng mạnh thì pH càng cao. Đây, và hôm nay tôi có 3 loại sữa rửa mặt ở đây. Thứ nhất là sữa rửa mặt của The Body Shop, loại thứ hai là của Senka, sữa rửa mặt của Nhật, và thứ ba là loại sữa rửa mặt của Ryori. Và tôi và các bạn cùng thử xem là độ pH của chúng là bao nhiêu nhé. Thứ nhất là của The Body Shop này. Đây là một loại sữa rửa mặt của Anh với các chiết xuất từ thiên nhiên. Và loại mà tôi đang thử thì là có chiết xuất của ti chi chàm trà. Như các bạn có thể thấy là giấy quỳ tím, không đổi màu. Loại thứ hai là sữa rửa mặt Senka của Nhật. Dòng sữa rửa mặt này thì hiện nay thì cũng rất là thịnh hành, được nhiều bạn gái lựa chọn. Sử dụng thì cũng rất là thơm, nhiều bọt. Và chúng ta cùng xem nào. Đây, như các bạn có thể thấy, tôi vừa bôi một chút sữa rửa mặt ra giấy quỳ tím thì chúng đã đổi màu sang màu xanh rồi. Và lát nữa chúng ta thử ướm vào cái thang đo độ pH thì sẽ biết được nó là pH là bao nhiêu, độ pH có phù hợp với làn da của chúng ta hay không. Và thứ ba là sữa rửa mặt Ryori. Ryori là một dòng sữa rửa mặt do Việt Nam sản xuất với dây chuyền công nghệ của Hàn Quốc. Đây là một loại sữa rửa mặt mới nhưng mà có rất nhiều feedback tốt từ người dùng. Hôm nay tôi cũng thử xem sao. Đây, như các bạn có thể thấy là sữa rửa mặt cũng không hề đổi màu. Không hề đổi màu nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng ướm lên thang đo độ pH xem pH của chúng là bao nhiêu nhé. Thứ nhất là sữa rửa mặt The Body Shop này. Đây, đây là thang đo độ pH, chúng ta có thể thấy màu sắc thay đổi theo từng bậc luôn, từ 1 cho đến 14. Thứ nhất là The Body Shop, là chúng có màu vàng này. Vàng thì nó ướm với cả thang pH từ 5 đến 6, tức là đây là một loại sữa rửa mặt chuẩn, có pH phù hợp với làn da, sẽ khiến cho da không bị khô sau khi rửa mặt. Còn tiếp theo là Senka, màu xanh. Màu xanh này thì nó rơi vào tầm xanh đậm này, xanh đậm thì nó rơi vào tầm pH bằng 9. pH bằng 9 tức là nó có tính kiềm rồi. Và tiếp theo là của Ryori. Ryori thì cũng có màu vàng, ướm với cả thang pH từ 5 đến 6, tức là độ pH của loại sữa rửa mặt này cũng khá là ok.